Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì Auto88 sẽ tiếp tục gửi tới quý anh chị một mẫu xe siêu lướt trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ. Đó là chiếc Mercedes C200, sản xuất năm 2017 và đăng ký năm 2018. Xe thì biển gốc thành phố quý anh chị nhé. Và điều đặc biệt là chiếc xe này mới chỉ chạy 3 vạn km zin. Em xin nhắc lại là sau 4 năm sử dụng, xe chỉ chạy có 3 vạn km quý anh chị nhé. Thì ngay bây giờ đây, em sẽ mời quý anh chị đi một vòng quanh xe. Như anh chị có thể thấy thì xe đã độ gần như là full hết lên body của C63 rồi. Rất rất đẹp. Tiếp đến là màu xám xi măng của chiếc xe thì đẹp tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Cái màu xám này là gia chủ đã đặt sơn riêng trong hãng từ lúc mới mua quý anh chị nhé. Đó, quý anh chị nhìn góc ngang mới có thể thấy cái màu xám xi măng này trông nó đẹp và nó thể thao như thế nào, đúng không ạ? Cực kỳ là ngầu luôn. Ngoài ra là gia chủ đã sơn những cái bộ vành lên vành đen rồi. Đó, bô kép của chiếc xe trông cũng rất là cân đối và thể thao. Màu xám xi măng đẹp tuyệt vời luôn quý anh chị ạ. Đẹp và ngầu tuyệt vời luôn. Thực sự rất là hiếm khi, rất là hiếm khi bắt gặp được những chiếc Mercedes C200 được khoác lên mình cái màu xi măng như thế này. Cái này là thường là những anh em thích độ đẽo, những anh em thích tốc độ sẽ rất là thích màu này luôn, đúng không ạ? Rồi anh em mình sẽ đi vào chi tiết chiếc xe nhé. Đó, việc đầu tiên thì em có nói rồi, nãy giờ đi một vòng quanh xe thì xe gần như là sơn zin cả xe. Xe về em không phải làm một cái gì cả. Đó, hiện tại đây chắc là chỉ có một vài vết xước nho nhỏ thì em sẽ cho đi spa lại sau. Còn đâu tất cả vẫn đều là sơn zin của hãng luôn quý anh chị nhé. Tiếp đến là mặt ca lăng của chiếc xe thì gia chủ đã thay mặt ca lăng của C63 rồi. Đó, toàn bộ mặt ca lăng cản trước rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Tiếp đến là cặp đèn full led của chiếc xe thì hai bên chóa đèn thì vẫn rất là sáng, chưa có vết mờ vết xước gì cả quý anh chị nhé. Toàn bộ khu vực đầu xe cũng đều được trang bị cảm biến, giúp anh em mình đi sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì gia chủ đã sơn bộ mâm lên mâm đen rồi, trông rất sport luôn, đúng không ạ? Ở phía sau khu vực đuôi xe thì xe cũng trang bị toàn bộ cảm biến luôn quý anh chị nhé. Gia chủ thì có lắp thêm cánh lướt gió này, bô đôi này, trông cũng rất là thể thao. Cản trước cản sau đã thay hết của C63 rồi. Điều đặc biệt em muốn nói với anh chị này. Đó, xe đã được gia chủ độ lên 4 cửa hít rồi quý anh chị nhé. Thì em sẽ mở hết cả 4 cánh cửa ra để cho quý anh chị chiêm ngưỡng phần nội thất của chiếc xe. Khi em chưa qua spa dọn dẹp gì cả thì nó có đẹp hay không? Chiếc này là đã sử dụng hộp số 9 cấp rồi quý anh chị nhé. Đi sang số rất là êm ái và mượt mà. Wow, đây là nội thất của chiếc C200 sản xuất năm 2017 và đăng ký năm 2018 quý anh chị nhé. Xe sau 4 năm sử dụng mới chỉ chạy 3 vạn km và bộ ghế da của chiếc xe, bộ ghế da cao cấp của chiếc xe gần như chưa có nếp nhăn gì cả quý anh chị nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó, ghế lái thì được thiết kế rất thể thao và ôm lưng. Ghế da màu đen cao cấp, may theo đường chỉ màu trắng cực kỳ là thể thao luôn. Đó, đây, ghế thì được ghế chỉnh điện 12 hướng quý anh chị nhé. Được trang bị cả đèn ambient light này. Đó, tất cả gương kính đều chỉnh điện rất là hiện đại luôn. Đây, em sẽ cùng mời quý anh chị ngồi lên xe. Vô lăng của chiếc xe thì mới kinh khủng luôn quý anh chị nhé. Đó, chưa có phím nào nó bị mờ hay là bị chóc gì cả. Đây, em sẽ cùng nổ máy lên. Tuyệt vời luôn quý anh chị nhé, tuyệt vời luôn. Đó, xe thì được trang bị một màn hình 8 inch hỗ trợ camera lùi. Chuột cảm ứng của chiếc xe cũng vậy, rất mới luôn quý anh chị nhé. Toàn bộ khu vực này thì đều được ốp vân gỗ sần. Đó, cái model này là phải đầu năm 2018 mới có quý anh chị nhé. Cực kỳ đẹp và tuyệt vời luôn. Đó, rất rất mới luôn ạ, rất rất mới luôn. Tiếp đến là khu vực hàng ghế sau của chiếc xe thì gần như là không người ngồi luôn đấy ạ. Hàng ghế sau thì vẫn được trang bị cửa gió điều hòa phía sau này.
Đó, ghế da cao cấp rất là mới, có trang bị thêm cả bệ tì tay. Thiết kế của Mac thì rất tinh tế và sang trọng quý anh chị nhá, rất tinh tế và sang trọng. Từng cái núm xoay điều hòa thôi cũng được sơn chrome bên ngoài, đó, tăng phần sang trọng hơn cho chiếc xe. Ghế phụ của chiếc xe cũng vậy quý anh chị nhá, rất rất mới luôn. Đó, xe thì độ đẽo lên rất là nhiều rồi. Đây, ghế phụ cũng chỉnh điện 10 hướng. Thực sự chiếc xe đẹp tuyệt vời luôn quý anh chị ạ. Em thì quý anh chị có thể biết Auto 88 rồi. Em cũng không chuyên sâu về Mac nhiều lắm đâu. Nhưng mà con nào thực sự đẹp chất em sẽ mua về để phục vụ quý anh chị. Và nhất là những cái chiếc xe mà có màu đẹp và chạy ít như thế này. Xe bên em thì bán lúc nào cũng bao quý anh chị check hãng quý anh chị nhé. Quý anh chị cảm thấy thoải mái đó thì mới mua xe bên em. Đây, em sẽ mở nắp capo ra cho quý anh chị. Đó, ốc capo đây quý anh chị nhé. Vẫn còn chưa tháo giã gì cả. Tất cả ốc ác vẫn đang còn zin của nhà sản xuất. Đây, khu vực máy móc của chiếc xe đây. Đây, đây quý anh chị nhé. Khu vực máy móc của chiếc xe tất cả vẫn còn ở nguyên bản của nhà sản xuất. Và chắc chắn rồi, mua chiếc xe trên 1 tỷ đồng không có cớ gì mà quý anh chị tiếc tiền đi check hơn 1 triệu cả. Rồi, thì hiện tại chiếc Mercedes C200 sản xuất năm 2017 và đăng ký năm 2018, chạy 3 vạn km zin, màu xám xi măng, sơn từ mới trong hãng, chạy 3 vạn km quý anh chị nhé, biển thành phố. Đang được Auto 88 chào bán với giá là 1 tỷ 090 triệu đồng. Và giá trên khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn có thể thương lượng và giảm giá thêm cho quý anh chị. Chiếc xe này thì vẫn được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 80% giá trị xe trong vòng 5 năm quý anh chị nhé. Quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 096 140 8888 hoặc là qua Facebook chính chủ cửa hàng là em, Trịnh Vũ Thái Hoa. Tất cả những xe Auto 88 bán ra đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.